Xin chào cả nhà, hôm nay thì Linh sẽ review cho mọi người một cái dòng ốp của KFT rất là hot hit trong thời gian vừa qua. Dòng ốp KFT này thì đặc điểm là chất liệu silicon dẻo đấy, và nằm ở cái mức giá là tầm trung bình đấy, và nó phù hợp với tất cả những cái dòng máy từ iPhone 6 trở lên. Từ iPhone 6 đến iPhone 12 Pro Max thì đều có cái hãng, đều có cái dòng sản phẩm này nhé mọi người nhé. Và cái dòng KFT này thì nó là một trong những cái dòng ốp dùng rất là ok. Đây, ốp silicon trong viền vuông đấy, và đặc biệt nữa là họ thiết kế được cái chỗ len này này, bảo vệ được len rất là tốt đấy. Khi mà mọi người dùng những cái ốp như này thì mọi người không cần phải dùng thêm cái miếng dán bảo vệ camera của mình nữa đấy, mọi người chỉ cần dùng cái ốp này không thôi thì đã tiết kiệm được cái chi phí là dán cái miếng len camera rồi đấy. Và một điều nữa là cái này là ốp dành cho iPhone 11, thế nhưng mà tuy nhiên thì được làm bằng viền vuông như này đấy, thì khi mà mọi người dùng cái ốp này ấy thì nó sẽ cho mọi người cảm giác rất là chắc tay, và đặc biệt nữa là dùng nhìn xa như là iPhone 12 Pro Max vậy đấy, rất là đẹp. Và bây giờ thì Linh sẽ lên máy cho mọi người xem nhá. Trên tay Linh đây là một chiếc ốp màu xanh, và chiếc máy màu xanh thì bây giờ Linh sẽ lên cho mọi người để Linh xem có màu xanh. Hiện tại thì đang bị hết mất màu xanh nên Linh sẽ lên cho mọi người xem màu trắng nhá. Đấy, cái ốp KFT này nó rất là nhiều màu, nó có màu xanh này, màu xanh rêu như này này, màu trắng này. Màu trắng thì sẽ phù hợp với những cái máy màu trắng hơn. Và màu xanh da trời, màu đỏ, rất là nhiều màu phù hợp để cho mọi người tha hồ lựa chọn. Đây là khi mà Linh lên trên chiếc iPhone 11 Pro Max màu xanh. Thực tế ra mà nói, nếu như mà màu xanh mà kết hợp với cái viền trắng như này thì nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm. Đấy, nó không được đẹp, nó không được gọi là thẩm mỹ cho lắm. Thì mọi người ấy, lời khuyên của Linh đó là khi mà mọi người lựa chọn những cái ốp ấy thì mọi người nên lựa chọn ốp theo với màu máy là ok nhất. Và đặc biệt nữa là len cũng thế, mọi người lựa chọn những cái len bảo vệ camera theo những cái màu máy của mình ấy thì nhìn rất là phù hợp. Còn ngoài ra thì ví dụ như những cái máy màu xanh như này này, màu đen này, thì đặc biệt đó là len camera thì nó có cái màu titan thì nó phù hợp với tất cả các loại máy, các loại màu luôn đấy. Còn ví dụ như những cái máy màu xanh rêu như này thì thực sự ra là nó rất là kén màu để đưa lên ốp. Màu xanh như này thì mọi người chỉ nên lên ốp màu xanh đúng như cái màu xanh này đấy là ok nhất. Còn không thì mọi người có thể lựa chọn màu đen hay là màu silicone trắng trong chẳng hạn, thì nó rất là đẹp. Và tiếp theo thì Linh sẽ lên cho mọi người màu vàng nhá. Đây, màu vàng đây, mình sẽ lên màu vàng ở trên máy đen. Đây, màu vàng khi lên những cái máy đen như này nó cũng không phù hợp một tí nào luôn đấy, mọi người lắp vào thì rất là đẹp đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mọi người nên lựa chọn máy nào thì đi cùng với cái ốp màu đấy là tốt nhất để cho mọi người lựa chọn nhá. Đây ở đây thì cái này Linh đã nói là nó có đầy đủ các mã, thì bây giờ Linh đang có cái màu vàng của ốp màu vàng của máy Inmax, thì Linh sẽ lên cho cái dòng Inmax cho mọi người xem cùng màu vàng rất là đẹp. Nếu như mà mọi người lựa chọn nó cùng với tông máy ấy, thì nó đẹp vô cùng. Đây này, đấy, khi mà mọi người dùng với cùng với một tông máy, ví dụ máy màu vàng, mọi người dùng ốp màu vàng như này này, nhìn nó đẹp vô cùng. Còn nếu như ấy, cái ốp này thì nó được thiết kế viền vuông thì cầm nó chắc tay, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ bị to, nhìn nó máy rất là to đấy, to vô cùng. Nếu như bạn là một người mà thích sự nhỏ gọn thì đây không phải lựa chọn của mọi người đấy, đây sẽ không phải là lựa chọn cho những ai thích sự nhỏ gọn đấy. Còn nếu như mà các bạn đang thích tìm những cái ốp mà mic hay là giống như iPhone 12 thì đây là lựa chọn không thể nào bỏ qua nhá. Đấy, và nếu như mà mọi người thích những cái dòng ốp mà nó nhỏ gọn, thật sự là nhỏ gọn và cầm nhưng không cầm, thì mọi người hãy click vào đường link bên dưới và xem tham khảo những cái dòng ốp rất là mỏng dành cho mọi loại iPhone, phù hợp với tất cả các loại dòng máy đấy. Thì hôm nay Linh review cho mọi người cái dòng ốp này đấy. Đây này, hãng KFT này thì đặc điểm chung là viền vuông như này, và đặc biệt đó là mắt camera thì được làm bằng bảo vệ cam như này
đấy, bảo vệ tuyệt đối tránh khi mà mọi người rơi thì nó sẽ không bị vỡ cam đấy, rất là ok. Thì đấy là cái review nhanh của Linh trong buổi tối ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Và mọi người hãy cho Linh xin một like nhé, và để Linh có thêm động lực làm những video tiếp theo. Bye bye.